ba chục triệu. Ê khúc này thốn rồi chết mẹ luôn. Sao mà kìa hả? Bự ra giờ mà mẹ quyết chọn thì chị trừ lương hát nha. Ăn ở không kia không? Bác làm ở sớm mới mua thùng rác đó mẹ. Hát đi. Hát được không? Hát đi. Hát sang sôi động hát ha. Hát lẹ đi. Có nhiều quá. Bây giờ là mày muốn làm gì mà quay cái nắp vô mặt mày á, rồi mày đập. Mày ngược lại. Rồi tức gì đó mình tự mình hưởng đi. Hát lẹ. Biết rồi, quá trời Dung ơi. Cái miệng giống như cái cửa một vậy đó. Dạ.
Rồi ok, gọi video này ai dám hát. Hồi xưa người ta chưa hề nuốt cái micro bụng gì nè. Rồi vô đi. Mình rồi quen với vợ. Lấy mấy chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Mấy chị đây mấy, chị ra. Mấy chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Mấy chị đây mấy, chị đây. À kia, ra từ nỗi gia đình nhà. Tùng tướng là cao anh em. Thì mẹ của tất cả, nhưng chúng tay đánh nhà và đưa hoạ. À tôi thấy là không nhìn gì. Sau anh sẽ muốn cho kia sinh. Chiếc chân thấy nỗi tay là kia. Cô số 10. Mấy chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Còn số 10. Nguyễn số 10, con số 10. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta sẽ nói nhận thưởng cho